Khi cuộc xung đột ở dải Gaza đã trải qua 6 tháng, một gia đình di rời đến từ thành phố Gaza đã tìm thấy niềm an ủi khi nướng bánh quy khiến mọi người trong trại lều Rafah hòa vào tinh thần của En Anfit, lễ nhịn ăn, lễ ăn chay và là ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo. Một số thành viên của gia đình An Masarui tụ tập trong đống lửa nhỏ vào thứ Hai ngày 8 tháng 4 để xem Aya An Masarawi, 24 tuổi, phát huy truyền thống làm bánh quy ết bao gồm bánh quy ma mau trong một chiếc lò nướng tạm bợ trên đường phố giữa các căn lều. Aya đã mất ông nội và anh em họ trong cuộc chiến ở dải Gaza, trong khi cha, anh chị em và chồng cô vẫn ở thành phố Gaza. Cô cho biết cô chỉ muốn làm cho bọn trẻ trở nên hạnh phúc. Vì vậy, cô đã cùng với 6 người phụ nữ khác bắt đầu nướng bánh quy man mau và các loại bánh quy truyền thống mà họ bán. Với nguồn thu nhập ít ỏi này, nó cũng giúp họ tồn tại. Bộ Y tế Gaza đưa tin hôm thứ Hai rằng có ít nhất 33.207 người Palestine đã thiệt mạng và 75.933 người khác bị thương trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10.